Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để cho quý bà con mình tham khảo ha. Thì thưa quý bà con, hiện nay thì giá sầu riêng là vẫn không có biến động gì nhiều. Mỗi ngày nó chỉ chênh lệch lên xuống 1-2 ngàn đồng thôi, không có đáng kể gì hết ha. Và cái mức giá sầu riêng mà ổn định như vậy là đang nằm ở mức thấp, cho nên cũng rất là bất lợi cho quý bà con mình trồng sầu riêng trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên cái này là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh ha bà con, cho nên là cái tình hình chung thì mình cũng đã nắm được rồi. Thì rất là hy vọng trong thời gian tới là sẽ sớm thôi chúng ta sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ cũng như là những cái hướng dẫn tốt hơn để hỗ trợ cho quý bà con mình trồng sầu riêng, bán sầu riêng sẽ dễ dàng và đạt hiệu quả hơn. Quý bà con cũng đừng quên là trong cái giai đoạn này điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải ưu tiên là tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe của mình, cố gắng thực hiện 5K trong quá trình mà chúng ta mua bán ha, cắt giao sầu riêng ha bà con. 5K ở đây bao gồm là mình phải đeo khẩu trang nè, mình phải giữ khoảng cách với người khác nè, và khử khuẩn bất kỳ khi nào mình đụng chạm vào bất kỳ một cái vật gì hay đụng vào ai là mình đều phải khử khuẩn cho thật sạch sẽ, và không tụ tập. Không tụ tập ha, hiện nay thì một số tỉnh thành giống như chỉ thị 16 là không được tụ tập luôn. Còn những chỗ khác thì có thể là 2-3 người là mình đã vi phạm rồi. Cho nên là mình cố gắng là mình giữ khoảng cách với nhau ha bà con ha. Và mình khai báo y tế khi cần thiết. Đó là một số điều mà Kênh Nhà Nông Miền Tây luôn luôn nhắc đi nhắc lại để lưu ý với bà con. Mình bảo vệ sức khỏe của mình trong cái giai đoạn này. Rồi quay trở lại cái giá sầu riêng ngày hôm nay thì quý bà con cũng lưu ý dùm là giá này là giá nem thương lái đi cắt tại vườn nha bà con. Tùy theo là chất lượng sầu riêng đẹp hay xấu cũng như là đoạn đường vận chuyển xa gần dễ hay khó mà giá còn có thể chênh lệch xuống 1-2 ngàn đồng ha bà con ha. Rồi giá ngày hôm nay như sau, mời quý bà con mình theo dõi. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ sầu riêng đi 6 mua xô là 24 đến 30 ngàn đồng, hàng đẹp là 30 tới 35 ngàn đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 30 tới 34 ngàn đồng, hàng đẹp từ 35 tới 41 ngàn đồng. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì sầu riêng ri 6 mua xô là 15 tới 20 ngàn đồng, hàng đẹp là từ 22 tới 32 ngàn đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 26 tới 32 ngàn đồng, hàng đẹp là từ 33 tới 38 ngàn đồng. Đó, trên đây là giá sầu riêng của ngày hôm nay, mời quý bà con mình tham khảo. Cảm ơn quý bà con đã luôn lựa chọn Kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin nha. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin chào.